Đừng tha em đêm nay, ba má em đang ngủ say. Đừng tha em đêm nay. Ngày hôm qua nằm mơ thấy cái gì mà yêu đời dữ vậy ha? Có cái gì đâu, bán được vài cái hột xoàn thôi là nó tí tửng, nó cứ hát thế thôi chứ có cái gì. Trời mà trời ơi, buôn bán sao cái chuối nhũi và sách thế hả, sách báo thế hả? Không phải, anh đang đọc mấy cái mẫu quảng cáo nè. Đọc cho nghe này nha. Đâu đâu, cái gì cái gì? Cần bán gấp, nhà mới xây. Ừ. Địa điểm tốt, gần trường học, gần siêu thị, gần nghĩa địa. Cái gì? Còn cái này nữa nè. Nhà hoàng kỷ niệm 5 năm khai trương, đại hạ giá. Ai chôn trong tháng 7 được bớt 25%. Thôi chết. Nếu chôn hai người một lúc, người thứ hai được miễn phí. Chôn one get one free. Quảng cáo gì mà kinh thế, nhà quan nào vậy? Nhà quan của chú Sáu Tấm á. À, chú Sáu Tấm thì em quen. À, còn tin hấp dẫn nè, em nghe nè. Tin gì? Lại đây, vợ thưa chồng, ngủ không coi chừng để thằng làng bò ngang rúng. Trời, cái tin gì mà cái con mẹ nó mà vô duyên thế, ngủ đi. Nghe cái gì mà cái tệ... Đâu, chỗ nào? Tội nghiệp vợ tôi ghê á. Thường ngày gạt người ta dữ lắm, hôm nay dễ bị tôi gạt người ta. Vơ vẩn buôn bán không lòn, gạt cái gì cả. Thôi mệt quá đi. Thôi thôi, này này này, đi 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 đi. Giỡn chút xíu làm dữ vậy? Nhưng mà anh nói em rồi đó nha. Chuyện gì? Nhắc cái chú Sáu Tấm anh nói á, em buôn bán cái gì cũng phải vừa phải thôi. Em bán lời vừa phải thôi em ơi. Ăn lời cái gì, bán cho cái ông Sáu Tấm một cái hột to bằng cái đốt ngón tay, lời có 4.500 chứ bao nhiêu. Trời đất ơi, 4.500 mà chưa chịu nữa. Không phải là vì hôm ấy là chú Sáu Tấm chú vô mánh. Mánh gì? Thì ở hay xe lửa đụng chết 10 mạng người, chôn mệt nghỉ mới có tiền mua hạt xoàn chứ lệ. Trời ơi, nhưng mà anh nói em rồi, làm cái gì cũng phải có qua có lại. Sao lại không có qua có lại? Thì em bớt cho chú ấy 700, chú bảo là khi nào chồng chết chôn thì bớt cho 50%. Trời đất ơi, cái ông nào vui như vậy? Không, chú ấy hứa thôi chứ mà anh chưa chết đâu anh. Thôi, bậy bạ đi. Thôi mà... được rồi, đi vào làm giùm em một cái cho nó đàng hoàng vào nhá. Được rồi. Ê em ơi. Hả? Hình như bà bác sĩ Tân tới kìa. Đấy đấy, em biết ngay, tự nhiên sáng nay nhẹ nhõm người. Nhưng mà nói gì nói, anh để ý cái bà này nha. Sao? Bà tới cái tiệm mình nó không bao giờ mua hết á. Gặp mặt anh cái nhờ coi hộp, rửa hộp, chùi hộp. Hạt xoàn. Ờ, hộp xoàn. Nói cho rõ ràng, hột hột cái gì. Ráng chị bà mua nha không? Rồi vào vào nhận hột đi. Ồ, chị Kim Tinh. À, ô, chào chị Kim Tinh. Chào anh Kim Tinh. À, vâng, vâng, vâng. À, chào bà bác sĩ. À, chào chị Tân. À, bác sĩ. À, chào bà bác sĩ. Chào anh Kim Tinh. Dạ. Chị Kim Tinh khỏe không? Em khỏe lắm. Hôm nay có việc gì cần tới em nào? Thì có chứ. Nhờ anh Kim Tinh chùi giùm cái hộp này. Xí. Dạ. Chùi đi mà. Chưa, còn cái hộp này nữa. Mới đi Phi Châu về mua 105 ly. Trời ơi. Anh chùi giùm luôn anh Kim Tinh. Dạ. Hộp xoài mà tướng đại bác, 105 ly. Thôi mình ơi, chùi giùm cho bà bác sĩ cái hột vịt lộn đi. To quá. Hộp xoài. À, xoài hộp xoài. Dạ. À, bà chị Kim Tinh à, nói anh chùi nhẹ nhẹ mòn hột tôi hết. Dạ. Anh ơi, chùi nhẹ nhẹ thôi mòn hột bà bác sĩ bây giờ. Yeah. Biết rồi. À, sao hôm nay, ôi chết chết, bà bác sĩ ra ra em coi thế nào. Trời đất ơi, sao mà hôm nay người nó thon thả hẳn như thế này, thân gầy thế này, có phải là mới quốc ao sao mà thon thả thế? Thì cũng có quốc ao chút đỉnh. Tôi mới phai đao ra một ông bác sĩ chuyên môn tập thể dục thẩm mỹ đó. À, chị Kim Tinh à. Sao? Tôi nói chị nghe, ổng chỉ tôi chạy vòng sân banh cởi ngựa. Thế à? Cởi ngựa chạy vòng sân banh chừng 10 vòng một ngày. Một tháng tôi sẽ trúng 30 pound đó. Thế cuối cùng có xuống không? Có chứ. Tốt quá nhẹ. Mà con ngựa xuống chứ không phải tôi. Trời ơi, tội nghiệp con ngựa ghê nha. Tôi đề nghị kỳ sau bác sĩ đừng cởi ngựa nữa, cởi voi á. Trời làm gì mà. À, bà bác sĩ cần gì không ạ? À, tính kiếm cái dòng cẩm thạch đó chị Kim Tinh.
trời đất ơi, Cẩm Thạch em toàn là hàng tốt không à. Nhưng mà Cẩm Thạch là cho những người ngoài 30 người ta đeo. Bà bác sĩ Xuân thì phơi phới như thế này đeo nó già người lắm. Đâu đâu coi, em đoán coi, chắc năm nay bà bác sĩ độ 28 thôi anh nhỉ. Đúng rồi, 28. Không có đâu. Thấy tôi trẻ người ta tưởng tôi 28 chứ già rồi. Thế bao nhiêu ạ? 29. Chắc 29 tối ngoại thôi. Còn trong giấy khai sanh thì cũng qua sắp xỉ 50. Em trời ơi khổ quá. Bởi vậy người ta nói em như con gái hãy còn xuân đó. Vâng, thì là bởi vì bà bác sĩ cái hãy còn xuân đấy. Dạ, đúng rồi chị Kim. Cho nên là đeo Cẩm Thạch nó già lắm, phải đeo hạt xoàn cơ. Ồ, cái hộp này là nước y nước ép gì chị Kim Tinh? Ấy chết, bà bác sĩ ơi, cái tủ này là dành riêng cho những người low income người ta tới mua. Còn high class đó, bên kia mời bà. Chị Kim Tinh cho em coi cái hộp này nè. Chắc phải 2 carat ha. Vâng, hộp này nha. À mà quên nữa gớm, phòng mạch bác sĩ nhà ta, ông nhà ta dạo này sao mà nó đông khách quá đi mất. Hôm em đi ngang thế này chả biết trúng máy trúng gió còn mẹ gì nữa mà bệnh nhân cứ xếp hàng đông dài ấy. Chị Kim Tinh không biết, nhà em chữa bệnh mát tay lắm, cho nên phòng mạch lúc nào cũng đông hết trơn nha. Bà bác sĩ nói thế em chả bằng lòng tí nào. Ông bác sĩ đông khách là vì nhờ bà bác sĩ đấy. Vì bà bác sĩ có tướng vượng phu ích tử, với lại tài giao thiệp của bì bác xã. Bà bác sĩ. em quên đấy. Chứ còn như ông nhà ngồi cả ngày chả có khách nào tới thăm đâu. Em cũng biết vậy đó chị Kim Tinh à. Nhưng mà nói ra sợ anh buồn. Bác sĩ duyên quá nhỉ. Dạ, em có duyên phải không chị Kim Tinh? Vâng, con duyên lắm. Tôi có duyên phải không anh Kim Tinh? Có duyên lắm. Vậy mà ta nói tôi vô duyên. Này bà bác sĩ, cái này thì nó tốt thật đấy nhưng mà em bán rồi. Bán cho ai vậy chị đúng Kim rồi Tinh? Đó, bán cho ông bà nha sĩ Lân rồi cô ạ. Vâng. Hả? Nha sĩ Lân á? Vâng. Trời, nha sĩ Lân làm việc ế muốn chết luôn mà bà vợ dám mua chiếc cà rá này bao nhiêu? Dạ có 25.000 thôi. 25.000 á hả? Dạ. Trời đất ơi, chồng làm việc cực khổ vậy mà dám mua chiếc cà rá 25.000. Hèn chi bữa đại hội y sĩ con mẹ cứ đưa tay lên mẹ gãi cái lỗ mũi con mẹ hoài vậy đó hà, thấy ghét luôn vậy đó. Thôi bà bác sĩ ơi, nghề của em nó kín mồm, bà giữ giùm em nhá. Trời ơi, kín mồm cái gì chị Kim Tinh ơi, tôi ghét mấy người khoe của lắm. Vâng. Như tôi nè, đeo đôi bông Chanel nè, Chanel nè, chị thấy không, cái bóp Chanel nè cũng 10,000 đó, đâu có khoe đâu. Nè cái áo Centron nè. Dạ, vâng. Cũng đâu có khoe đâu. Em biết đó, chị thấy không, đó chứ Mercedes tôi đậu ngoài đó. Ôi giời, Mercedes đời mấy mà bà bác sĩ mua màu xanh đọt chuối như con cào cào vậy? Đời 2000 đó. Vậy à, tôi order trước 2 năm. Chị thấy không, cả 100.000 đó mà tôi đâu có khoe với ai đâu. Vâng. Anh Kim Tinh à. Hả? Anh nhớ cái biệt thự tôi xây trên núi không, cả triệu đô la tôi có khoe với ai đâu. Phải rồi, nợ nhà băng ngập đầu á, đâu có khoe với ai đâu. Ôi giời ơi, làm việc giùm tôi đi trời, đừng nói tôi đang điêu với khách. Bởi vậy nói chị Kim Tinh nghe nha, tội nghiệp bác sĩ Lân quá trời luôn á, ế muốn chết nè. Mà gặp bà vợ xài vậy thiệt là không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Trời ơi đấy, khổ quá, cái phòng mạch nha sĩ Lân nó ế quá, nó vắng như chùa bà. Đúng. Đanh. Em tội quá, suốt ngày em cứ sai ông chồng sang Niền Giang để cho kiếm chút cháo đấy. À vậy hả? Rồi ơi, chồng em ngày xưa rồi xấu lắm đi bà bác sĩ ạ. Gọi là Kim Tinh Vẩu đấy. Ngày đầu tiên gặp em à, người chưa vào tới cửa mà răng vào trong tới toilet rồi. Thế là em cái niềm giết mà bây giờ xinh dai ra gớm chứ. Phải rồi, có cái răng à, bắt đem đi niềng hoài à. Niềng riết bấm sợ không thấy hả? Em chị Kim Tinh à. Dạ. Anh Kim Tinh hồi đó xấu lắm hả? Vâng, ngày xưa xấu lắm à. Bây giờ có đẹp đâu. Bà bác sĩ lại có duyên nữa rồi. Bởi vậy người ta nói em vô duyên em tức lắm. Lại có duyên chị Kim Tinh. Bởi vậy em nói á, bà nha sĩ Lân nè, bà ác phụ lắm chị thấy không, không biết thương chồng chút xíu nào hết trơn á. Thì có mấy ai như bà bác sĩ đâu. Nhưng mà em nói nhá, các cụ ngày xưa có câu đó, y phục xứng kỳ đức.
đấy. Mình giá trị như thế nào thì coi như là mình phải đeo đồ như thế đấy. Trời ơi, cái 25.000 này đối với người ta thì lớn chứ, đối với như bà bác sĩ thì như muối bỏ bể chứ gì nữa. Đeo vào người ta cười chết đấy. Đúng rồi. Bây giờ chị Kim Tinh có cái hộp nào khác nữa không? Sao lại không có? Mời mời bà bác sĩ ngồi để em đưa ra ngay đây. Trời ơi, tướng sang quá đi mất. Chờ em tí nha. Bà bác sĩ hôm nay thế nào mà cứ cười suốt. Đây 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 đây, ngồi ngồi ngồi. Có đây nha. Rồi đây. Đẹp quá hả? Chờ em chờ em. Bà bác sĩ đưa cái bàn tay. Đeo liền. Ôi trời ơi. Thượng đế ơi. Đẹp quá thượng đế ơi. Trời ơi, sao mà cái hạt xoàn này nó xứng với cái bàn tay múm mím của bác sĩ quá. Ôi trời, bàn tay này dày quá nhỉ, dày này giàu lắm nha. Bàn tay muốn vậy bơm hai ống vô vậy à? Không có đâu. Tôi natural từ đầu tới chân á. Chị Kim Tiên biết không? Tôi mỏng mỉm đến nỗi mà anh gặp tôi mới lần anh thấy tôi anh đấy, anh thấy em anh muốn cắn. Muốn cắn lắm mà cắn lưỡi tự tử á. Trời ơi bố mày ơi, để tao làm tao nuôi con bố mày ơi. Cứ việc ngồi rũa đi đừng nói nha. Đẹp quá chị Kim Tinh ơi. Đẹp quá. Mà này nha em, dạ. Nói như thế này nha, bà bác sĩ biết không, cái này chỉ có duy nhất một mình tiệm em có chứ không có tiệm nào mà có hết. Chị Kim Tinh nói vậy chứ hồi nãy bên kia đường kìa, bà kia bà cho tôi coi cái hộp của bà y như cái hộp của chị vậy đó, mà có 20.000 hả? Em tội nghiệp bà bác sĩ quá, khổ quá mình ơi. Cứ trí thức suốt ngày lo ăn học có biết gì sự đời đâu. Khổ quá bà bác sĩ ơi, bỏ học bớt đi nhìn xuống một chút. Đời sống bây giờ nó nhiễu nhưng nó lường gạt ghê lắm. Người ta lường gạt bà bác sĩ đấy. Không có đâu, em hứa em bảo đảm cái này là cái duy nhất trên thế giới em có. Bởi vì nó nhỏ không thôi cướp nhá, nó được vớt dưới tàu Titanic lên. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Không có, tại vì cái kèm này cũng vớt dưới tàu Titanic lên. Đãi lâu quá nó mục nó rớt. Yeah. Anh chị Kim Tinh à, anh chị nói vậy tôi tưởng tiệm này xài toàn đồ mục không. À, mà cái hộp này bao nhiêu vậy chị Kim Tinh? Trời ơi, nó có bao nhiêu đâu cứ chứ, độ 3 hôm khám bệnh của ông nhà thôi. Là bao nhiêu? 45.000. Hả? Vậy? Trời, cái gì thế? 45.000 á hả? Vâng. Trời, chị Kim Tinh, có thể nào kiếm cái hộp nào để rẻ hơn không? Có em, có. Em vô em lấy cái hộp xoàn 3 cara mà có 1.000 đồng cho bác sĩ đi. Đâu, hộp gì? Đâu? Hộp xoàn giả. Hộp xoàn kia mắc kia rẻ. Chị Kim Tinh à? Dạ. Anh có bệnh gì không? Dạ thưa, bệnh gì ạ? À? Bệnh vô duyên. Tôi đang chùi hộp của bà nha. Dạ, em nói thật chứ, em đời em khổ lắm cơ ạ. Rước ông chồng về người ta thì có vợ dại chứ em rước ngay ông chồng dại về. Cứ mở mồm vô duyên em muối mặt ấy. Tội nghiệp. Khổ lắm. Chồng em chỉ có duyên lúc nó nhận hột thôi. À, bà bác sĩ thấy sao ạ? À, 45.000 thì không có sao, nhưng mà nghĩ tới tội nghiệp chồng mình quá chừng luôn. Anh làm việc cực khổ ngày 10 tiếng mà mình mua chiếc cà rá 45.000. Tội nghiệp anh lắm. Trời thương bà bác sĩ quá đi mất. Trời ơi bà bác sĩ ơi, nói thế là em không có bằng lòng đâu nha. Các cụ ngày xưa người ta nói là của chồng công vợ, chồng làm là phải vợ hưởng. Đấy, bà bác sĩ diện đẹp như thế này là cho chồng chứ cho ai đâu mà lo vậy. Với lại em nói thật nha, đàn ông đấy, các ông dốt lắm. Bà nha sĩ Lân mua cái nhẫn 25.000 về nói dối là 2.500, ông tin như sấm đấy. Tôi biết, tôi biết nha, tôi làm thợ bạc đó. Với lại em nói cái này nhá, bà bác sĩ muốn mua hay không thì tùy thôi. Tại vì em để 45.000 là cũng vốn thôi chứ em thật tình em không muốn bán. Chỗ là chị em với nhau, em nói thật nha. Đố bà bác sĩ biết tại sao mà phụ nữ Mỹ người ta cứ thích đeo hạt xoàn, mua hạt xoàn không? Thì để trang sức cho đẹp. Trang sức chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái chính là trong luật ly dị của Mỹ nó ghi rõ một cái câu như thế này: khi ly dị, tất cả tài sản chia đôi, trừ hột xoàn thuộc hoàn toàn về người vợ. Sao chị Kim Tinh rành dữ vậy? Trời ơi, trời đất ơi. Cũng may là mình chưa mua cho bả hột nào hết á. Em ly dị,
em ly dị cả chục lần, em dành cái này lắm rồi. Vâng. Còn cái đám này sắp chưa? Vâng, tại vì chưa mua, chưa ly. Mua rồi em ly liền. Em chán lắm rồi. Đúng. Nhưng mà sao kỳ quá hà chị Kim Tinh. Cái ông luật sư của tôi đó, ổng đâu có nói tôi về cái luật ly dị gì đâu. Ổng chỉ biểu tôi mua bảo hiểm cho chồng tôi thôi hà. Chừng nào mà ảnh chết á, tôi có 10 triệu lần đó. Thế à? À, trời ơi, chồng mình chết có 10 triệu, tha hồ mua hột xoàn đeo. À, phải trả giá luôn chị Kim Tinh ha. Thế à, khi nào ông bác sĩ đai á, bà tới gặp em liền nhá. Bởi thế người ta có câu là trâu chết để da, còn người ta chết để bảo hiểm. Nhưng mà kỳ lắm chị Kim Tinh ơi. Thường thường không có bảo hiểm á, thì hay chết lắm á. Thấy chồng người ta chết mà phát ham vậy hả? Còn em đó hả? Em mua bảo hiểm cho chồng em á, khoảng chừng 10 năm nay rồi đó. Chờ hoài không thấy gì hết trơn à. Thì cũng từ từ thôi, nhưng mà bảo hiểm đấy là nói về cái phần chết. Bây giờ mình đang sống, mình nói chuyện sống đi bà bác sĩ à. Em biết từng tuổi này em kinh nghiệm lắm. Làm vợ bác sĩ cũng vất vả vô cùng chứ dễ dàng gì đâu. Ông nhà nhá, coi như là học giỏi nhá, phòng mạch đông khách nha, giàu có nha, trí thức nha, tuy hơi già tí thôi nhưng mà cũng được rồi đấy. Trời ơi, rồi nghĩa là đàn bà con gái thiếu gì ở ngoài đường, tất nhiên là không ai bì với nhan sắc bà bác sĩ đâu. Nhưng mà đàn ông đấy nó khoái của lạ lắm, nó ăn cơm chán lâu lâu nó tọt chạy đi ăn tí phở về, cho nên là mình phải thủ. Đời nó never no bà bác sĩ à, thủ nhiều hột xoàn vào, chừng khi ly dị có tí vốn. Chị Kim Tinh nói có lý quá. Vậy kể từ nay mỗi tháng em chơi một hộp luôn. Vâng, nước Mỹ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, cho nên hiến pháp Hoa Kỳ mới có câu Diamond forever. Hộp xoàn nhưng năm. Đấy. Đúng rồi, vậy tôi lấy hộp này nha chị. Vâng vâng, bà bác sĩ lấy hộp này à. Lấy hộp này. À, thế là anh ơi, làm cái certificate cho bà bác sĩ nha. Chịu mua rồi hả? Trời ơi, hay quá. Xinh quá đi mất. Dạ, thưa bà bác sĩ, thế bà trả check hay là cash à? Cash. À, vâng, anh cho em mượn cái máy tính này. Rồi. Nhưng mà chị Kim Tinh à, đợi tôi qua nhà băng tôi lấy tiền đó nha, không có tiền mặt ở trong bóp. Không có. Hay là bà bác sĩ để deposit một ít cũng được. Không có đủ tiền. Bà bác sĩ deposit chừng 100 thôi. Dạ, một đồng cũng không có nữa. Anh Kim Tinh cho xin lại mấy cái hộp đi. Trời ơi. Dạ. 10 lần như một. Gặp mặt cái chùi à. Cảm ơn Kim Tinh. Nhờ anh Kim Tinh đeo vô giùm nha. Tôi biết mà. Tôi chuyện rớt bể hộp của em nha anh Kim Tinh. Cẩn thận. Anh ngược, anh Kim Tinh ngược. Ngược dạ. Hộp bà bác sĩ rồi. Thôi, anh Kim Tinh ơi, anh Kim Tinh đứng gần em. Anh Kim Tinh rung hay sao vậy? Dạ đây, dạ đây. Lỡ chị Kim Tinh. Trời ơi, nặng quá. Bye, cảm ơn nhiều nha chị Kim Tinh. Rồi, bye. Trời đất ơi, đúng là sáng nay xui xẻo thế nào á, gặp ngay con mẹ mình người đầu sư tử vào. Xem xét cuối cùng chả mua gì cả. Đốt phong long cho tôi đi. Đúng là super blue and super xạo nữa. Mà em cũng hay thiệt rồi nha. Sao? Cái tứ bả như xì trung vậy à. Dám khen hổ đẹp. Thì khen cho người ta mua anh rồi nó không mua. Anh thấy tứ bả thua tướng em xa. Cái gì? Thua tướng em xa. Trời cao đất dài ấy, tự nhiên hôm nay chồng em nó thông minh như người ấy. Trời ơi. Vậy nào giờ tôi phải người hả trời? Bói với toán ế thiêu ế chảy. Chả có ma nào vào nó coi mình, coi cho mình thử thế nào. Còn bao nhiêu phần hụi chết chả có tiền mà đóng, mấy tuần nay toàn mì gói không. Quá. Lại còn. Ôi giời ơi. Chào Cúc. Ôi trời ơi, hên thế nhỉ. Bonjour mon cher. Hả? Excuse moi, bonjour madame. Tại vậy mà kêu mon cher. Tại vì dạ, cơ thể nó vững chắc, nó tưởng là đàn ông. Mời vào. Dạ. Mời vào.
như là thanh toán tất cả mọi việc này nhá. Nào tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, công danh, số đề, football, food stamp, tất cả. Cô cho mượn mấy đồng lẻ đi ra một chút xíu cô. Cái gì vậy, sáng sớm mà mượn tiền lẻ là sao? Không phải, gửi xe đặng vô cơ boy. Ơi giời ơi, thế mà không nói. Cái gì chứ lẻ là út nhiều lắm. Đây đây, mỗi cái qua đờ đấy. Đây. Cảm ơn cô nghe. Vâng. Ôi giời ơi, bà độ rồi đấy. Tướng cái con mụ này cơ bộ có tiền đấy. Ai, con lạy bà ở trên ngàn. Thương con đệ tử trần gian bà về. Xá lầm, xá lú, xá mê. Con mà trúng mánh thì con thề con ăn chay. Hello. À, búp coi bói đấy à. Trời đã, mời ngồi. Trời đất ơi, khổ quá. Cái sổ tôi búp kín là 6 tháng rồi. Không có thì giờ đâu. Hả? Vâng, tôi biết ông là bạn của bác sĩ Dũng đỡ đẻ. Vâng, thì bác sĩ Dũng là đỡ đẻ cho em đấy. Không, hồi sanh con đầu lòng thì em làm gì đã có chồng. Chờ em tí nhá. À thôi được rồi, em có một người khách là mới cancel đây. Em nhét bác sĩ vào chỗ này nhá. À thôi được rồi, vâng, cảm ơn nhiều. Còn cái ông dược sĩ phải để tháng sau mới được cơ. Cảm ơn, bận lắm, vâng. Cô đắt khách quá cô Úc ha. Mà Đàm biết không, trời ơi bận vô cùng lắm. Sao bây giờ mà Đàm hôm nay vô làm cái gì đây? Mà Đàm đừng có nói nha. Mà Đàm để tôi nói, tôi mà đoán sai, tôi bỏ nghề ngay. Nhá. Cô Úc cho mượn cái phone chút xíu. Mà Đàm là cái họ gì mà cứ mượn suốt đây, phone. Ê ơi, danh xin. Sao không kêu vậy cô? Ở hai phone con nít nó chơi làm sao mà kêu được hả? Trời ơi, không. Yeah. Nọ, cái phone này là phone đặc biệt. Đây này vừa mới nó cong téo lên rồi đây này. Đời mới hả cô? Người ta gọi vào được, mình gọi đi không được. Lạ cô ha. Digital đó thế. Thôi bỏ nhá. Thôi bây giờ chúng ta vào việc nhá. Bây giờ này. Tôi mà đoán sai đó, tôi bỏ nghề ngay nhá. Hôm nay có phải là Madam đến đây coi về chuyện tình duyên không? Tình duyên tôi tốt đẹp lắm, vừa có chồng mà vừa có kép nữa. Ơi, thế không phải là chắc là coi về gia đạo rồi. Không, gia đạo tôi trên thượng dưới quà. Thế chắc chắn là lại coi về sự nghiệp chứ gì. Ôi, tôi có 2-3 tiệm nail, làm gì có cần tiền, không cần tiền. Đến với thầy bói mà cứ vui vẻ với lại nhiều tiền thì đến làm cái con mẹ gì không biết là khổ thế. Không dám gì, nhờ cô Út coi giùm gia đạo. Á, quên, công danh. Tôi cần công danh. Trời ơi, tôi muốn được nổi tiếng. Tôi muốn người ta, khi mà tôi ra đường người ta phải nhìn tôi, người ta ồ lên. Mỗi lần thấy tôi, người ta lái xe, người ta dồn quẹo ở đây, đụng xe râm, tôi mới chịu. Cái đấy thì nó dễ quá. Hôm nào mà Đàm ra đường đấy, quên mặc quần áo là người ta nhìn ngay. Út đấy chơi chứ. Em không mặc quần áo vui lắm. Thôi đấy, nó chơi thôi, bây giờ chúng ta vô vấn đề nha. Cho nó đâu ra đấy nha. Thật sự tôi đấy, là tôi làm nghề cứu đời. Không bao giờ có cái gì, có như là cái gì chuyện tiền bạc là không bao giờ có tôi. Lúc nào cũng cái bảng con này đấy, cứu nhân độ thế. Nhưng mà cái bảng này nó không quan trọng bằng cái bảng này. Biết rồi, cứng nhiều, phước nhiều hả? Cái gì? Cứng nhiều, phước nhiều hả? Cúng. Chữ cúng cái gì kỳ vậy? Chữ Hán nó viết nó vuông vuông như thế, đừng có đọc bậy bạ. Đấy. No problem. Đấy. Cái gì đấy? Cái bóp để đấy à? Tiền. Hèn chi lúc nãy Ma Đàm vào em thấy hào quang sáng tỏa ngay đấy đấy. Dân đâu vậy Út? Bây giờ cho em gửi tiền cốt ha. Đấy. Tôi giận bây giờ đấy. Tôi bảo tôi làm nghề cứu đời. Tôi không có dạ. Đây Lộc Thành, dạ tổ nghiệp, dạ con Lộc Thành của con, dạ. Tổ rồi thôi, tôi hưởng tí lộc thừa thôi. Đấy, giờ bắt đầu nha. Bây giờ cho tôi coi cái tay nha. Nam tả nữ hiếu, hiếu. Đây nha. Sao thế này? Sao cô? Hả đồ bên dưới cô? Trời đất ơi. Mà Đàm nghe tôi nói nhá. Sao cô? Thế giới này chỉ có 3 người có bàn tay đặc biệt như thế này. Ai vậy cô? Người thứ nhất á là Từ Hy Thái Hậu.
có biết Tử Hy Thái Hậu là ai không? Là Phan Nghiên Tử đóng trong phim Bộ Hồng Kông đây. À, Phan Nghiên Tử tôi biết. Dạ. Ừ. Người thứ nhì đấy. Dạ. Là Nam Phương Hoàng Hậu. Có biết Nam Phương Hoàng Hậu là ai không? Cái bà này xử chứ không biết gì cả. Nam Phương Hoàng Hậu là vợ Tưởng Giới Thạch. Ồ, oh, nhớ rồi, không phải Tưởng Giới Thạch mà là Nam Phương Hoàng Hậu vợ của Vua Bảo Đại. À, thì cứ nói chung là vợ của các ông to cả. Dạ, nào cũng được, dạ, vợ ai cũng được. À, còn người thứ ba là bà Ngô Đình Nhu. Tôi nghe quen vậy. Trời ơi, bà Ngô Đình Nhu là vợ ông Ngô Đình Nhu đây. Ồ, oh, dạ. Ừ, oh. Còn cái bàn tay thứ tư biết là ai không? Ai cô? Ai? Chính là bàn tay của Madame. Trời ơi, Trey biết. Trời ơi, cô hát nó quá trời là hay luôn. Ừ. Không thể tưởng tượng được. Thôi xem. Dạ. Cứ mỗi lần mà Madame... Tưởng thêm, dạ. Dạ đây. Mỗi lần Madame vỗ mông đời em nó cứ sáng chói. Dạ, dạ, dạ. Cũng tổ, dạ, dạ, cũng tổ. Cảm ơn nhá. Dạ. À, trời ơi, duyên dáng quá, xinh đẹp quá. Dạ bởi vậy, em đẹp phải không cô? Răng đều lắm. Em sang trọng hả cô? Ừ. Trời ơi, vậy mà thằng chồng em mỗi lần em nói gặp em là nói đồ đàn bà nhà quê. Tại sao thế? Nó nói em đồ vô duyên. Ừ. Nó nói em đồ đàn bà ăn to nó lớn, cọc cằn thô lỗ. Hỏi cô, em có cọc cằn thô lỗ bao giờ đâu. Trời ơi, nói gì mà la nó lớn. Nhẹ nhàng lắm. Trời, trong lúc bằng kép em á hả? Mỗi lần em cho tiền nó á, cái nó nói em dễ thương nhu mì, nhỏ nhẹ đoan trang thùy mị. Nó nói em có số mệnh phụ phu nhân. Còn thằng chồng em á, nó nói em mệnh phụ phu xe. Út với ai đúng hay sai? Thằng chồng đúng hả? À, không, thằng kép. Thằng kép thông minh đúng quá rồi, thằng kép em có mắt nhìn đời mà. Đúng rồi, thằng yeah. kép nó nói tướng mệnh phụ phu nhân là đúng rồi đúng. Bởi vì trông phú quý lắm, đưa yeah. tay tôi coi dạ tiếp đây. Cho trời đất ơi. Trời đất ơi, cái đường Linh Đờ Săng. Đường gì? Cái đường may mắn á. Oh. Mà vì hồi xưa là tôi là học chương trình Tây, học Marie Curie ở dưới Châu Đốc đây. Hả? Cho nên là nói toàn tiếng Tây. À dạ. Có biết ăn rau muống xào tỏi bao giờ đâu, chỉ biết ăn rau muống xào thịt bò thôi. À. Với lại bánh cốt xăng thôi. À dạ. Trời ơi, cái đường Linh Đờ Săng tức là cái đường may mắn. Dạ. À, sao nó lại, ôi giời, sao nó chui dài thế trong đây đây. Không. Thẹo. Thẹo mới hút mỡ xong. Ôi, kỳ quá. Kỳ. Hèn chi. Bàn tay thon thả quá. Dạ. Trời đất ơi, cái đường Linh Đờ Săng tại sao nó cua một cái vòng cua đờ sắc như thế này? Là sao cô? Nhà ở cua đờ sắc còn có giá huấn chi là bàn tay của Ma Đà. Dạ, trời cô. Cái bàn tay này phú quý kinh khủng lắm. Chắc chắn là ông nhà sẽ làm lớn để bà Ma Đàm hưởng lây. Lớn gì cô Út ơi, chồng em bây giờ đâu có làm lớn. Chứ làm cái gì? Thổi kèn cho ban nhạc lắm mà. À, không sao. Dạ. Bill Clinton thổi tò tí te mà còn làm tổng thống Mỹ kìa mà. Dạ cô. Dạ. Trong tương lai chồng em sẽ làm tổng thống hả cô? Đấy. Em quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng mà làm lớn rồi đấy. Dạ. Cái hột xoàn nó lại bé quá, lại không xứng. Hôm trước tôi đoán cho cái bà kia đoán hay quá, mới rút hột xoàn nó tặng tỏ liền đấy. No problem. Chuyện nhỏ. Dạ, cúng tổ, dạ, cúng tổ lòng thành của con. Cô biết không, mới đây nè. À, hả? Hột xoàn tấm thì cũng hơi khó bán đấy. Có sạch không? Sạch lắm, chút xíu, bỏ chút xíu than thôi à. Hột xoàn tấm mà có tí bọt tí than thành hạt é mẹ rồi. Nghe. Sao? Chỉ có chuyện nhỏ. Mới đây nè, em mới cho thằng kép em một hột xoàn 3 carat. 3 carat? Chuyện này là chuyện nhỏ, 3 carat còn dám cho kép em mà. Thế à? Bởi vậy cho nên nó ôm bàn tay em lên, nó hung. Nó hung nó còn hát. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Mà đàm chắc có học cái lớp coi như là cái lớp opera thì phải. Không, ôm vô, người ta ra em vô. Trời ơi, vui tính quá nha. Yeah. Thôi nha, bây giờ khí sắc là thông lắm rồi nhá. Phú quý giàu sang lắm rồi. Bây giờ có nghĩa là mỗi tuần tới tôi một lần, khí nào nghẹt tôi thông hết cho. Dạ, bây giờ hẹn cô Út qua tuần sau ấy, em tới cũng thông khí cho em ha. Trời ơi, Út ha. Tuyệt vời, sang trọng quá đi mất thì thôi ạ. Excuse me. Oh. Hola amigo. Gì vậy mẹ? Tự nhiên hola amigo. Thôi chết, cô Út tưởng là mẹ. Trời ơi. Nhìn mặt giống mẹ thôi, mời vào coi mặt bói chứ. Mặt ta giờ hôn mẹ. Mời vào coi bói. Giận hết sức kìa. Mời vào nha, trời ơi. Này.
Hôm nay bà đỏ đắt khách quá. Này, bây giờ ngồi ngồi yên nhá. Dạ. Để cho út nói. Dạ. Út nói sai út bỏ nghề ngay. Gì hả thiếu? Có phải đến đây vì chuyện tình duyên không? Trời ơi, hữu hồn mà. Út nói đúng quá. Cô nói thiệt với út nha, cô đang đau khổ lắm út ơi. Sao thế? Út biết sao không? Hồi năm ngoái á, cô có về Việt Nam, cô có thương một người, rồi cô tìm cách lãnh sang bên này. Đó, lãnh sang bên này rồi lúc đầu sống hạnh phúc lắm. Cái cuối cùng mới tuần rồi kìa, cô dẫn đi sổ lỗ tai. Cái bị khác sổ lỗ mũi đi luôn rồi. Trời đất ơi, đàn bà gì mà sao lại bạc tình bạc nghĩa thế nhỉ? Hả? Út nói ai vậy? Thì cái cô vợ mà ông rước từ Việt Nam sang đây. Trời ơi, hú hồn. Người ấy không phải đàn bà, mà là đàn ông. He's a boy, very strong man. Nhưng mà cô nói thiệt với Út quá nha, cô còn thương, cô còn khổ. Chứ con hết thương mà chảnh với con hả? Xin lỗi Út mà, tạt nước trôi phấn hôm nào không hay á. Đừng chảnh với bà. Cái tướng ngú ngoa ngú ngoài Út chóng mặt quá. Xin lỗi Út nha, coi vậy chứ chị cũng men lắm mà. Thôi được rồi, chị men vào đây, chị men vào đây. Đây, vào đây. Này, đàn bà thiếu gì không yêu lại đi yêu đàn ông, chán lắm. Trời Út ơi, đàn bà thương đàn ông là xưa rồi. Thời buổi bây giờ là phải đàn bà thương đàn bà, đàn ông thương đàn ông. Đó mới là fashion. Út ơi, Út có coi Thúy Nga Paris không? Có chứ, coi nhiều lắm. Ai cũng khen Nguyễn Cao Kiều Duyên đẹp mà dễ thương hết á. Nhưng mà con đâu có kết. Con kết người khác. Này, kết ai vậy? Dạ con kết Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, tôi nói thật nhá, tôi thấy cái ông Ngạn vừa già vừa lẩm cẩm mà kết làm gì. Trời ơi, Út đừng coi thường ổng nha. Ổng già mà lẩm cẩm nhưng mà đầy kinh nghiệm. Nhưng mà nói chơi dốt thôi. Trường hợp Nguyễn Ngọc Ngạn là trường hợp ngoại lệ. Ổng thuộc dạng lão ngoan đồng rồi. Ôi giời. Còn cỡ con hả? Vớt Hồng Hài Nhi không à? À thế à. À thôi bây giờ Út ơi, Út coi giùm con. Út ơi, nãy giờ nói chơi hoài con khổ quá Út ơi. Coi thì dễ thôi, bây giờ coi tình duyên thì cái trước tiên là phải coi công danh. Dạ. Công danh mà nó lên vùn vụt thì không phải một boy mà 100 boy nó cũng bám. Vậy hả Út? Nhưng mà trước tiên coi ấy thì có biết xứ Mỹ nó có cái gì hay không? Xứ Mỹ sao Út? Xứ Mỹ thì no money thì no talk. À ha, no money no talk. Dạ tiền nhiều thoát nhiều, tiền ít thoát ít. Très bien. Dạ, con hiểu rồi Út ơi. Cash only nha. Ủa, sao vậy Út? Út sợ khai thuế lắm. Con biết mà Út, đồng hương mình với nhau mà kinh nghiệm lắm. Rồi. Dạ Út nhận giùm. Rồi, cái này tổ nha, tổ chứ không phải Út nha. Ôi, dạ, đấy. Dạ. Cứu nhân độ thế thôi. Thôi nha, bây giờ bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ nhìn thẳng vào mắt cậu em. Dạ. Tôi đoán ngay thế này, ở ngoài đời có hai tên phải không? Không có đâu Út ơi, từ nhỏ tới lớn có một tên à. Phải, chắc chắn là phải có hai tên. Dạ không, có một tên nè Út ơi. Thế bây giờ tôi hỏi tên gì? Dạ Cẩm Hường. Thì đúng rồi, tên Cẩm với tên Hường không phải là hai tên Cẩm Hường à. Trời ơi Út, hay dễ sợ, hay dễ sợ. Rồi, bây giờ đoán vào công danh nha. Dạ, công danh Út. Bây giờ là phải xòe tay tôi coi, tôi đoán về công danh. Dạ. Nam tả nữ hữu. Dạ. Nam tả nữ hữu. Còn cái này nam nữ. À, cái này à, chắc thuộc về ba dọi thôi, đưa mẹ hai tay đoán luôn. Sao thế này? Trời đất ơi, con sắp đài hả Út? Trời đất ơi, tôi nói cái này lắng tai nghe nhé. Dạ. Thế gian này có ba người có bàn tay đặc biệt như cậu em. Trời ơi, dữ vậy không? Người thứ nhất là hoàng đế Napoleon. Dạ. Người thứ hai là tổng thống Kennedy. Dạ. Người thứ ba là Tưởng Giới Thạch. Còn người thứ tư có biết là ai không? Dạ ai vậy Út? Hả?
Người thứ tư là tôi phải không cô? Trời ơi, madam. Tính đi chạy tới gọi madam tới đây đây này. Gì, cô đang moi tiền thêm hả cô? Bây trời, út chỉ làm nghề cứu đời thôi. Yeah. Nhưng mà hôm nay đấy nhá, tự dưng út hôm nay đúng là thiên duyên tiền định. Tự dưng coi bói hai người khách lại có hai cái bàn tay như thế này. Trời ơi, cái đường linh đờ xăng nó kéo dài, nó nhập vô thành một cái đường linh đờ cơ. Mà nhập vô thế thầy hợp á, mà có một cú xét ái tình thì người ta gọi là l'amour c'est pour rien. Trời ơi, hai bàn tay nào mà kết hợp là hợp lắm nha. Hai người mà kết hợp với nhau có chi bằng là hoàng đế Napoleon mà kết hợp với lại Từ Hy Thái Hậu. Tây mà kết hợp với Tàu á, chắc đẻ ra con lai xinh lắm. Trời ơi. Nghe nói thì cũng ham, có điều phải lúc bỏ ăn chồng với ăn kép cũng uổng. Mà mấy cái hệ kia rành quá rồi, dành đổi hệ chết luôn. Trời ơi, Phúc này kỳ thiệt nha. Hồi nào giờ mình mê đàn ông không à. Tự nhiên hôm nay gã gái cho mình à. Nhưng mà nhìn tướng mẹ này cũng giống boy lắm. Ok, let me try. Vậy thì Napoleon xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh croissant được không? Không, Từ Hy Thái Hậu không thích croissant. Từ Hy Thái Hậu chỉ thích bún riêu à. Bún riêu mà để mắm tôm nhiều nhiều Từ Hy Thái Hậu mới chịu đó. Vậy hả? Thích thì chiều. Vậy xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh bún riêu. Ok. Trời gì vậy mẹ? Thô bạo vừa phải thôi chứ. Da người ta mỏng dánh xôi vậy hả? I'm sorry. Go. Con lại hôm nay con... phim bộ hả trời ơi, sang phim lậu á, năm này qua năm kia không sao hết trơn á, cứ tới phiên em á sang có mấy chục ngàn bộ à, cái bị bắt liền à. Chị coi có phải tức không? Trời đó, rồi cái dẹp cái tiệm phim, cái em mở tiệm nail, cái em cắt rớt cha nó lóng tay người ta xuống đất luôn. Trời ơi, mấy anh em ở tù rồi đó, bởi vậy sạc nghiệp luôn vụ cái nail đó chị. Trời ơi, dạ thì phong thủy chứ còn gì nữa. Thì đúng phong thủy rồi mới khiến em nè. Trời em tập thể thao gần chết vậy đó mà không xuống. Em diet hả? Em xỉu tới xỉu lui cũng không ổn. Là sao vậy? Thì phong thủy. Thì đúng rồi. Dạ. Thì em có nghe bà thầy đó đó. Ok mà nếu mà em có gì thì em báo chị biết nha. Em tính mời bà tới nè. Ok bye chị Tư nha. Dạ bye. Mày ngốt hả? Mày ngốt hả? Mày ngốt hả? Mày dám vô không? Cái gì vậy? Mày dám vô tao không chạy làm con mày á. Cái gì vậy? Tụng tung tỏi tới gì dạy tới gì ai dẻo. Anh tức quá. Tức quá này. Ai dẻo? Anh nói cho mày nghe nè. Sao? Anh thấy cái chỗ đổ xe còn một chỗ à. Ủa. Anh mới vừa sấn xe vô. Sao? Nó cũng nhảy vô nữa. Đứa nào? Rồi anh cái ve xe ra. Thằng nào? Cái nó cũng nhảy xe ra nữa. Trời. Ờ cái anh như mới nhảy chạy xe vô. Ủa. Cái nó nhảy vô. Ủa. Mà nó ngồi nó cười nó nghe nó cười nữa. Trời ơi ai mà vô duyên nào không phải đàn bà mà vô duyên vậy nè. Ai dám dẻo nè. Không phải đàn ông phải đàn bà. Nó chứ ai? Con chó. Tức không? Tức gì đâu, bực mình gì đâu á. Thôi đi nì ơi, em nói cho nì nghe nè. Trời cái gì? Trời sao nghe rốt rốt vậy nì? Cái gì vậy nì? Trời ơi nì nì. Hả? Trời ơi tướng anh vậy mà nì thải nguyên bao gạo ông đĩa lắm chịu không nổi. Không chịu đâu. Hồi đó người ta không chịu leo, cũng bắt người ta thảy lên đầu gối. Bây giờ người ta leo đầu gối cái đó người ta bao gạo không chịu. Thì tại vì hồi đó nì gần 100 pound, bây giờ nì gần tới 200 pound chị sẽ nổi. Nì gì? Nì giờ mấy em nè, lúc này em dễ thương dễ sợ chua. Dễ thương dễ sợ. Lúc này người ta ốm nhom không thấy hả? Ốm lắm. Nì
ốm lồi hai cái lỗ tai. Em tập thể thao một tuần tới 2 ngày, mỗi ngày em tập tới 5 phút luôn đó nhỉ. Tập tuần 5 phút ăn hết 5 cử rồi. Sao xuống nổi? Nhỉ. Gì? Em nói đi nghe. Thôi. Còn đi nè, ngồi hồi dập anh bây giờ. Sao vậy nhỉ? Có nghe gì? Em nói đi nghe. Gì đây? Thì sách phong thủy. Trời ơi. Hôm nay bày đọc ba cái sách phong thủy này nữa hả? Trời ơi Nhi ơi, về cái nhà này nó xui đủ thứ nó. Về đây á hả, làm ăn thất bại nè, gia đình tan nát nè, cái ông chủ cũ đó, hồi đó là ổng, trời ơi ổng hiền khô, ổng lấy vợ về cái ổng cứ đi chơi, ổng đi làm rồi cái về ổng chơi với vợ không hả? Vậy mà về nhà này có nửa năm mà kia mày đặt cưới vợ bé vợ mọn nữa. Ôi ổng cưới vợ bé tại ông mê gái chứ phải tại nhà đâu. Không phải đâu Nì ơi, tại cái nhà xui đó Nì. Nì gì? Em nói cho Nì nghe nè, cái nhà này xui quá à. Em muốn mướn á, bà thầy phong thủy, bà tên Trần Thị Tiêu Diêu đó. Trời ơi, bà phong thủy hay lắm. Hả? Ủa, em mời bà về, bà coi bà sửa cái nhà mình lại, coi có ngóc đầu lên nổi không nè. Đọc đi cái nè qua nha. Em đọc nha. Thấy trường quá à, tục tưng á nè. Ôi trời ơi. Em đọc cái gì nghe nè. Cái gì anh thấy mà nè. Thấy đâu thấy, để bà kiến đi. Trời em thấy mà. Thầy công nhận nha, Nì đem cái kiến lão thấy trẻ ghê. Trời. Vậy mà ai nói già cái chửi á. Thấy rõ thiệt. Chửi gì? Quá đi mặt cái chửi. Em đọc cái này nghe anh nè. Đại học Harvard vừa công bố phong thủy là khám phá lớn nhất của thế kỷ 21. Làm ăn thất bại, gia đình tan nát, chồng bất lực, vợ lạnh cảm, tất cả đều có thể chữa trị bằng phong thủy. Muốn biết thêm chi tiết về sự kỳ diệu của phong thủy, hãy gọi ngay cô Trần Thị Tiêu Diêu, số điện thoại 1-800-TÓNG-8. Cô Tiêu Diêu từng dùng phong thủy để giúp Lý Tiểu Long nổi tiếng trên màn ảnh Hoa Kỳ. Nì thấy ham, người ta giỏi nghe chưa? Người ta giỏi người ta mới giết được phong thủy chứ nì. Nì gì? Biết không? Anh Hùng chịu vệ cái bên nhà em đó. Trời ơi, chồng bất lực nè, vợ lạnh cảm nè. Kìa, nì biết không? Gì? Mời bà Tiêu Diêu tới. Bà dời cái gối nằm hơi chút chiếu thôi. Mà vợ chồng nóng hổi. Tránh lại nè nì. Hay dữ vậy hả? Em muốn mình nóng hổi. Nì ơi Nì, vậy anh phải đi kiếm bà Tiêu Diêu nha. Dạ. Tới nhà mình anh dời một cái thôi anh hạnh phúc liền. Đúng rồi, dời cái gì Nì, dời cái gì? Dời Nì ra khỏi nhà anh hạnh phúc liền à. Nì. Gì? Đừng có kể em hoài nha. Thôi, vẫn chơi. Nì à, em nói cho Nì nghe nè. Thôi, muốn kêu ai kêu tới đi. Em kêu bả luôn nè. Trời ơi. Alo. Dạ cho con gặp bà Trần Thị Tiêu Diêu. À bà đó hả? Trời ơi con mừng quá trời. Dạ con tên Mộng Lành. Ơi nói nhỏ nhỏ thôi, nó mạnh quá, nó gian hầm nó giả bây giờ. Có cứng rồi nè. Dạ con mời bà tới nhà bà coi phong thủy giùm con được không bà? Dạ được hả bà? Chúc cho con mừng quá. Dạ nhà con số 28 và đường Nghĩa Địa. Gì? À, dạ nhà con kế bên Nghĩa Địa. Bà tới liền hả bà? Dạ. Trời con mừng quá bà ơi. Dạ cảm ơn bà con. Vợ chồng con đợi bà nghe. Dạ bye. Thấy chưa nì? Anh nói nì nữa nha. Tối ngày tin ba cái gì đó thằng bị thằng bạ không à. Lúc trước đi mua nhà cũng kiếm nhà số 8. Tại hôi số 8 là số bác. Bác là phát. Vô nhà này phát tài không thấy, thấy phát phì. Nì. Gì? Nì cứ nói mập hoài nha. Em có chịu đâu à. Thôi nói gì nói tiếp đi. Nì à. Gì? Ở đời á phải có tin mới được nha nì. Nì nên nhớ thế kỷ này là thế kỷ phong thủy nha nì. Trời ơi, Mỹ nó còn tin nữa đó. Em nói cho nì nghe, cái cô Tiêu Diêu này nè, trời ơi, cô giỏi lắm, cô coi cho tổng thống Bill Clinton luôn đó nì. Cô cho Bill Clinton luôn. Ủa, cô nói hả, đáng lẽ hả, ông Bill Clinton này nè, nếu mà tin cổ á, phải bận cái gì có màu đen hết. Ông Bill Clinton hạp với màu đen lắm. Cái tòa bạch ốc đáng lẽ phải sơn màu đen. Bạch ốc sơn màu đen thành hắc ốc rồi. Thì đúng rồi. Nếu mà sơn màu đen á, Monica không có quậy ổng mà có thể Monica được ở với ổng nữa. Trời ơi, em mà là Monica đó hả, em sẽ lén em bò lên tuốt lên nóc tòa bạch ốc á, em đổ dầu hắc cho nó đen thùi hết. Em xin được
với tổng thống đi. Ở với tổng thống. Cũng ở đó mà vô ở đợ vậy mà đâu gọi tổng thống nghe gì. Bà tới mừng quá. Dạ chào bà, con mời bà vô. Bà. Dạ. Chào cháu. Con trai bà lớn quá nhỉ? Không phải, chồng của em mới hết bệnh. Thế thì dạ. Chào lại. Vâng, chào bà. Dạ. Chào ông. Dạ bà bằng đi bằng cái gì mà lẻ dữ vậy bà? À tôi đó à? Dạ. Tôi đi bằng handicap. Hả? Không có. Tôi đi bằng helicopter. Là gì nhỉ? Bà sao bà khờ quá. Helicopter là chiếc mô tô á. Ồ vậy hả? Bây helicopter là cái máy bay mà có cái chấm chấm nó cứ phạch cái trên đầu đấy. Cái helicopter nó chở cả nghìn người đấy mà tôi không cần, chỉ cần một mình tôi ngồi trên đấy thôi. Chị nó lẹ nhá. Bà giỏi ghê vậy đó. Này, dạ? Đừng gọi tôi bằng bà nhá. Dạ. Bà phải gọi tôi bằng cô. Dạ. Tôi, cô, cô Trần Thị Tiêu Diêu. Dạ. Tốt nghiệp thủ khoa về môn phong thủy tại Đại học Đài Loan. Và đã trình luận án tiến sĩ về môn phong thủy tại Đại học Hồng Kông. Tôi đã từng coi cho rất nhiều người nổi tiếng nhá, như là Lưu Đức Hòa này, Lê Minh này, Lưu Gia Linh này, Vi Tiểu Bảo này. Còn bên Đài Loan tôi đã từng coi cho Tần Hán này, Lưu Tuyết Hoa này. Dạ, chứ dạ, bà... dạ thưa bà. Chắc bà chuyên môn trị phim bộ hả? Không, chừng nào ế khách mới liếc tí thôi. Chứ còn là coi toàn người nổi tiếng không. Dạ. Này quan trọng nhất, mới sáng nè, tôi dạ. Vừa có một cái appointment cho Tổng thống Bill Clinton. Coi như tôi sáng tôi vừa mới mắng vào mặt ông ấy là nếu mà cái cách bài trí trong gia đình ông như thế đó, coi như cuối năm nay ông mất chức tổng thống. Thấy chưa chưa nhỉ? Trời đất ơi, có gì đâu hay. Tại cuối năm nay ông hết nhiệm kỳ rồi. Mất chức là phải. Đúng rồi đó. Đọc báo chí là theo dõi là đúng rồi đấy. Nhi. Nhi. Nhi nói sao vậy? Người ta làm tổng thống, người ta muốn lên gì nào người ta lên, ta muốn xuống gì nào người ta xuống cho. Đúng rồi, bà nhà nói đúng, người ta làm tổng thống muốn lên gì nào lên, muốn xuống gì nào xuống là đúng rồi. Đúng rồi. Ủa? Ông bà lại coi cuốn sách phong thủy của tôi đấy à? Dạ đúng cuốn rồi. Cuốn sách này là tôi phát hành đấy nhá. Trời ơi, tôi tái bản lần thứ 18 rồi đấy. Mà nhà phát hành bảo là tại vì tôi còn mặc tí đồ, giá như không mặc đồ là phát hành lần thứ 28 rồi đấy bà. Nói về tấm hình này của cô đó hả? Vâng tôi đấy. Cái đầu là tôi và mình là Cindy Crawford. Thế bây giờ như thế này nhá. Ta dạ. ta vào vấn đề đàng hoàng. Dạ. Thế bà mời tôi tới. Dạ. Thế bà có biết phong thủy tiếng Tàu người ta gọi là cái gì không? Dạ không. Không biết à? Dạ. Phong thủy tiếng Tàu gọi là phán xệ. Hả? Cái gì? Phong cùi á? Ông nhà trẻ người non dạ quá. Phong thủy đó là một cái môn khoa học huyền bí. Nó kết hợp giữa kinh dịch và địa lý mồ mả. Nó có cả từ mấy chục nghìn năm nay rồi. Ông không biết là Khổng Minh Gia Cát Lượng là coi như thiết kế bát quái trận đồ để mà chống Tào Tháo. Phong là gió, thủy là nước. À, có nghĩa là phong là gió, mà hãy trúng gió là bị phong rồi cánh giật. À, như theo như bà nói thì bà thường coi cho Lý Tiểu Long. Đúng, tôi coi cho Lý Tiểu Long, tôi coi Đường Sơn Quán, tôi coi đủ thứ rất là nhiều. Vậy cái thời đó vậy bà cũng già cú đế giống vợ tôi phải không? Như thế là coi như là không biết gì về phong thủy rồi. Cái người mà giỏi phong thủy đó, coi như là già cỡ nào đi chăng nữa mà giỏi phong thủy đều trẻ măng hết. Còn cái người mà không biết phong thủy là gì đó, mới đẻ ra đã già cú như bà nhà rồi. Thôi bây giờ mình vào vấn đề. Dạ. Mời hàng bà ngồi. Dạ, hàng bà dạ, ngồi. Mời. Cảm ơn. Vô nhà người ta mời người ta ngồi. Như thế này nha, bây giờ trước tiên tôi muốn hỏi thế này nè. Dạ. Thế thì bà cần gì bà mời tôi tới đây? Dạ em đâu cần gì đâu. Cái gì? Bà không cần gì cả. Dạ không. Bà không cần gì thì bà vào chùa bà ở chứ bà ngồi đây làm gì? Không. Em đâu cần vô chùa. Chứ cần cái gì? Em không cần gì hết á. Cuộc đời em nói thiệt với cô hả? Em không có cần trẻ. Em chỉ cần người ta nhìn vô em đã thấy em giống gái 18 rồi. Anh gì hả? Em không có cần chồng em chung thủy đâu. Em chỉ cần chồng em là tối ngày ở bên em không hết gì hết. Em không cần tiền, em không cần tiền. Em chỉ cần trong nhà băng em có mấy chục triệu đô la Mỹ được rồi hết gì hết.
bà cần ít quá ho bò ho. Thế thì bây giờ còn tới ông cần gì, ông cần ít hay nhiều ạ? Dạ, nếu như bà nói như vậy á, nếu bà làm một cái chuyện này được, tôi sẽ tin phong thủy. Chuyện gì? Bà có thể dùng phong thủy rồi để biến mập thành ốm. Trời ơi, cái đó quá dễ. Dạ, cũng biết được phong thủy double thành single. Cái double thành single này càng dễ hơn, cứ ra luật sư là xong ngay chứ có gì đâu. Vậy rồi, cảm ơn bà. Này, đừng có gọi tôi bằng bà nhé. Đừng bao giờ gọi tôi bằng bà. Bởi vì phải gọi tôi bằng cô, bởi vì đời tôi đó, tôi... Gì? Tôi chưa hề biết đàn ông là gì cả. Ăn uống cái gì mà da mặt láng thế? Chả biết đàn ông là gì cả. Tôi còn trinh nữ. Hả? Trinh nữ tên Diêu. Trinh nữ hả? Vâng. Cái này giống trinh nữ lồ xanh. Dạ chồng tôi nói chuyện hơi vô duyên, cô Tiêu Diêu đừng có chấp nhất nha. À, không dạ. Sao, không sao, con nít mà chấp làm gì? Đi! Chuyện gì vậy? Nhìn gái mà nhìn thẳng vào mặt vậy hả? Móc mắt gì ra bây giờ đó? Khách có khách này. Cô đứng buồn nha cô. Được rồi, tôi nói như thế này. Mời ngồi, tôi lại vào vấn đề. Dạ. Mời ngồi. Mời nữa hả? Vấn đề là như thế này nhá. Dạ. Khi mà một căn nhà đó bốn phương tám hướng đắc địa, dạ, thì là mọi chuyện nó êm xuôi cả, tiền vào như nước mà tình yêu thì lai láng. Dạ. Nhưng mà nếu mà mua cái nhà mà không có trúng vậy thì sao xoay chuyển được cô? Bán mẹ cho rồi xoay chuyển cái gì nữa? Hả? Chuyện quê vốn. Không, ý là tôi nói là người thường thôi. Còn đối với tôi đó nhá, đối với tôi đó, coi như là mua một căn nhà như là tử địa, hãm địa, nghĩa địa. Đấy. Qua tay tôi, nó biến thành bình địa hết. Không phải, ý là tôi nói là tôi sẽ chuyển bại thành thắng. Chuyển bại thành thắng. Yeah. Đây này, cái người mà phong thủy giỏi đó, yeah, là cái người phải tìm ra cái long huyệt của cái nhà này. Đúng được cô. Đấy, tôi có đồ nghề đây. Tôi có đồ nghề để mà tìm ra cái long huyệt của cái nhà này. Đây. Cái gì vậy? Đây. Đó. Cái của cái gì? Cái này đồ nghề. Cái này đồ nghề này, chiều nay quan không? Thôi. Để làm gì? Đồ bỏ xuống. Cái này đây này. Cái côn của Lý Tư Long. Đúng rồi. Trước khi chết thì ông để rẻ tôi có 120 à. Đấy. Xin xác xin cô nha. Đấy. Đấy. Bắt đầu tôi tìm long huyệt nhá. Long huyệt có nghĩa là cái nơi tập trung điện từ nhiều nhất trong cái nhà. Dạ. Và đồng thời cái chỗ đó nó càng sâu thẳm mà càng ướt át bao nhiêu ấy, càng giàu bấy nhiêu. Bắt đầu tôi tìm nhá. Đây, cái nhà bà này long huyệt chắc cái chỗ cũng dễ tìm lắm đây. Đây. Cái gì bíp đấy? Thôi chết, sao long huyệt lại có chỗ sốt ruột thế này? I'm sorry, beeper, my beeper. Bà ơi, người ta đang tìm long huyệt mà bà để bíp bơ tôi có hết hồn ấy. Dạ. Long huyệt chỗ đó thì bỏ bố đời tôi rồi. Tôi tìm tiếp. Cái long gì nghe cái miệng của nị. Dạ, cái vợ. Long gì cô? Long gì? Thì nghe miệng nị kìa. Râu của tôi long. Bà này sao lại... Cái này gọi là cái râu. Mà người ta gọi thường là trung tâm gây mê đấy bà. Ông anh, tránh ra. Tránh ra. Cười trông đẻ quá. Tránh ra. Đứng đấy được rồi. Đây, long huyệt ngay đây. Không phải là ông nhà mà đây, ngay đây. Dạ. Từ đây nhá, tôi sẽ tỏa ra khắp phương hướng. Đấy, đây bà chú ý. Dạ. Và tôi sẽ sửa lại một số các như là vị trí trong gia đình. Dạ. Bà có biết không, cái ông long đây này, bên gần nhà bà đấy nhá. Dạ. Coi như là làm ăn thất bại vô cùng. Dạ. Mời tôi tới, tôi sửa có một chút xíu thôi. Coi như lên như diều gặp gió vậy đó. Giàu vô cùng. Giàu đến mức độ mà không có cái chén này mà ăn cơm. Ủa? Sao vậy bà? Chén được một phàn hết lên đâu chén ăn cơm. Nhi em không muốn chén ăn cơm, em không muốn chén ăn cơm nhỉ. Muốn em muốn vùa hả? Nhi không đây nè. Tôi thấy, tôi nhìn, tôi biết em tôi linh tính kinh khủng lắm nhé. Bà có vẻ rất tin vào phong thủy. Đúng. Nhưng ông thì lại không tin vào phong thủy. Đấy, cho nên mà tất cả cái này tôi giải thích bằng khoa học đàng hoàng, không hề mê tín gì hết. Yeah. Thế bà thấy người ta ngày xưa người ta đi chiến đấu đấy, người ta đi chiến tranh đấy, người ta thường người ta hay đeo cái nanh heo, đạn bắn không bao giờ trúng. Nị, em muốn đeo nanh heo, em muốn đeo nanh heo. Rồi, anh mua cho Nị nguyên con heo đeo luôn. Chết. Ông ơi, hả? Đừng cho bà nhà đeo heo. Sao vậy? Bởi vì đeo vô rồi không ai nhận ra đâu là bà nhà mà đâu là... Ê, không có. Không. Đúc. Dạ. Nanh heo. Bây giờ á, nanh heo đạn bắn không trúng. Đạn bắn không trúng, dạ. Phải vậy không cô? Đúng, tại vì xét nghiệm xác chết á. Dạ. Toàn là trúng đầu, này trúng mông, này trúng tim. Đâu có trúng nanh heo. Bà thấy chưa? Anh quá trời luôn vậy đó nị ơi. Toàn bộ nó đều là khoa học cả. Dạ. Đấy, bây giờ tôi hỏi thật nhá. Dạ. Ông tuổi gì? Hỏi chi vậy bà? Nị,
Dạ hai vợ chồng em cùng tuổi, tuổi thìn. Hai vợ chồng cùng tuổi á? Dạ. Dạ cùng tuổi nhưng mà em nhỏ hơn bả hai giáp. Dạ. Dạ không sao không sao. Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ là duyên con bò. Đúng rồi. Lại càng vui càng vui. Cha cha, ông tuổi thìn này tôi coi nha, đi xỉa dần vào thìn nhỏ mùi thân dậu tuất thời, giáp bất bính đinh cảnh tử. Thôi chết rồi ông à. Sao sao chết? Ông, thôi chết rồi, thôi chết rồi. Thôi cái gì con, cái gì? Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Cái gì cô? Ông là rồng nhưng mà rồng này chưa gặp mây nhá. Rồng này hiện giờ còn đang sống trong ao tù nhá. Đúng rồi, ao tù và địa ngục. Thế à? Đúng không? Thì tôi biết. Và ông thì rất là hợp với màu đen. Rất hợp với màu đen nhá. Coi như bây giờ ông ra ngoài đường, ông phải mặc áo đen, quần đen. Này, tóc có tí vàng vàng, nhuộm đen đi nhá. Để tí vàng này cho nó trẻ hơn bà nhà, không có xứng với bà nhà, xứng với tôi thôi. À, không có, là nhuộm đi nhá, nhuộm đen hết. Tôi xin lỗi bà nhà nhá. Thậm chí nhá, underwear cũng phải màu đen mới tránh được mọi tai nạn. Thiệt không cô? Thật. Mặc đồ đen vô là thoát khỏi ao tù liền hả? Tránh tai nạn. Nì vô thay đồ đi, em không muốn nì chết nì bỏ em một mình. Vô thay đồ đi nì. Thoát khỏi ao tù, chơi liền. Dạ. Gì nì? Quần áo màu đen thì có nhưng mà cái quần trong không có màu đen. Trời ơi, lấy của em cũng được, vậy đâu có sao đâu nì. Lẹ lẹ đi nì, lẹ lẹ lên. Tôi nói cho cô nghe nè. Gì? Cô làm ơn làm phước giúp giùm nha, lúc này gia đình tôi là tan nát hết trơn, làm ăn thất bại. Cái thằng chồng tôi này nó bỏ nó đi hoài hả cô ơi? Cô làm phước giúp giùm nha cô. Bà đứng xa, bà đứng xa xíu xíu. Dạ. Tôi coi nhé. Bà sinh tháng mấy vậy? Dạ tháng 4 năm 1926. Hả? 1926? Dạ. 2000 chứ 1900 hả? Thế gia chủ thọ nhỉ? Không phải, em lấy tuổi già để em ăn tiền già sớm đó mà. Nhưng mà tuổi thiệt em chả măng à. Em 1936. 1936 hả? Dạ. Thế thì cũng thọ đấy. Khá thọ đấy. Mới 64 gì nhiều dữ vậy. Như thế này bà, bà sanh tháng 4 là không đúng rồi. Bà sanh lầm rồi. Giá như mà tôi biết mẹ bà sớm á, tôi bảo mẹ bà nhịn độ thêm 4 tháng nữa, sanh bà tháng 8 là tốt nhất. Trời ơi, cô bắt má em nhịn vậy, má em có chữa trâu sao cô? Trời ơi, chắc tại vậy mà cái số em nó cực đó cô. Mong cô giúp cho em xoay chuyển sao cho em sướng chút đi cô. Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu nha. Tôi bắt đầu, dạ. tôi coi sơ cái nhà coi như thế, dạ. nào nha. Bà ơi bà. Dạ. Tôi không hiểu tại sao ngày xưa bà quyết định mua cái nhà này. Sao cô? Trời ơi, cái cầu thang mà hướng ra đường như thế này là vô cùng xấu. Bà có tưởng tượng cái cầu thang mà hướng ra đường như thế này á, dạ. là bao nhiêu tiền của nhá, cứ thế nó bay ra cái cửa này, hướng cái đường này. Bao nhiêu tình cảm cứ thế nó bay ra cái cửa này. Đồng thời cầu thang mà hướng ra đường cửa như thế này đấy, coi như là vợ chồng ly tán ly dị. Rồi, hèn nào lúc mà đi mua nhà đó, đi chọn nhà, thằng chồng em á dứt khoát á, nó đòi mua cái nhà có cầu thang chỉa ra đường. Em nghi nó muốn cái gì rồi. Nó chắc... muốn cái gì rồi đấy? Chắc nó muốn bỏ em rồi đó. Chắc là... Cô à, dứt khoát em chặt bỏ cầu thang này. Mỗi lần lên xuống lầu em đu dây đi nha. Không, đu dây. Bà chỉ cần cái này thôi. Trời, cái gì mà cũng dữ vậy cô? Không, không có soi mặt bà đâu bà sợ. Tôi sẽ để ngay đây này, đấy. Tôi sẽ để ngay đây, đấy. Ngay cửa này nhá. Đấy, dạ. coi như là bao nhiêu tiền bạc đấy. Dạ. Nó chạy vào cái gương này, nó chạy ngược về nhà bà liền. Yeah. Tình cảm thế, nó muốn đi ra, nó chạy ra, nó đụng cái gương này, nó lại ngược vào nhà bà liền. Oh. Phong thủy tiếng Ý người ta gọi là compactuso trento, có nghĩa là trở về mái nhà xưa. Da di da di da di da 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 di da di da di di da da di da 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 di da da. Mà nhiêu tiền cô? Da di da cho 300 đồng. 300 đồng mắc quá trời ơi. Cái gì mà mắc? Bà nói cái gì mà mắc? Mắc quá chứ gì nữa. Trời ơi, chợ bán có 10 đồng mà cô chặt em tới 300 dữ vậy cô. Bà nói cái gì vậy? Cái này mà ai nói bà bán 10 đồng ngoài chợ? Ai nói với bà bán 10 đồng? Chỉ có 2.99 đồng thôi. Nhưng mà thành kiếm phong thủy nó lên 300 đồng bà. Cái này là kiếm phong thủy mà, phải kiếm thương đâu. Dạ. Thấy chưa? Đấy, bà có chịu không? Dạ chịu. Đấy, tôi nói bà nghe này, bà cứ nghe lời tôi đi. Dạ. Đây này, tôi vừa mới đi sửa cho cái nhà ông là chủ quán cà phê chói trang nắng hạ. Dạ. Gần đây. Dạ. Có những cái bà vợ ông chói trang nắng hạ, cứ có kép. Chắc ông chói trang quá, 3 triệu cũng được, bà đi có kép.
coi như là cứ bỏ đi suốt. Ông buồn quá, ông không biết làm sao. Ông mời tôi tới, tôi chỉ sửa có một chút xíu thôi, chuyện nó đâu vào đấy ngay. Ồ, vậy là cô dùng phong thủy cô đưa bà vợ trở về với ông chồng hả cô? Không, bà ấy bỏ đi luôn, còn mới lấy người khác. Lấy ai cô? Lấy tôi. Hả? Ê, không có, lấy chị tôi. Thế là chị tôi dùng bông hoa gạo ngay. Đấy, giỏi quá chừng luôn. Ừ, thế giỏi lắm. Dạ. Đấy, cho nên là phải tôi phải làm phong thủy đấy. Dạ, tốn bao nhiêu tốn em chịu hết á. Thế bà có muốn chồng bà ở đây không? Dạ em không muốn chồng em đi, em muốn chồng em trở về, em muốn chồng em trở về. Trời ơi, cô giúp cho em. Bà cứ yên tâm, tôi nói cho bà nghe nè, địa lý đó, cái môn mà môn phong thủy đó là tạo cho tôi một cái sức mạnh vô biên, tôi không bao giờ sợ. À! Cái gì đây? Phen suối. Phong thủy. Sao giống ma quá vậy nhỉ? Ma, đen cái nào hơn. Ghê quá đi. Được không? Làm cái gì mà đen xì xì thế bố? Gì? Sao? Làm nó rung luôn à nì à? Gì? Nì. Gì? Nì kỳ quá à. Thôi. Sao kỳ? Trời ơi, đúng bình tĩnh là tôi đang coi này. Bây giờ hỏi thật ba chủ nhá. Thế bây giờ bà mạng gì? Dạ mạng thủy. Hả? Mạng thủy. Mạng thủy à? Dạ. Trời ơi, mạng thủy nghĩa là mạng nước. Này ba. Dạ. Ba đừng có tắm nhiều nhá. Dạ. Mạng thủy đừng có nên tắm nhiều nhá. Dạ. Bởi vì người ta bảo coi như là đa thủy tắc kim trầm. Dạ. Nhiều nước quá là vàng bạc nó lặn hết. Dạ. Đừng có tắm nữa. Tốt nhất á là 4 tháng bà hãy tắm một lần. Ê, cô, đừng có giỡn cái đó kỳ lắm nha cô. Sao? Trời ơi, vợ tôi 4 tháng tắm một lần, ai chịu, tôi chịu chứ ai chịu. Nì nói sao vậy? 4 tháng em tắm lần, thế nào mà Nì mới biết thế nào là hương vị của đàn bà chứ? Biết nhiều quá rồi, biết nhiều quá rồi. À, và thêm nữa nhé, tôi hỏi thật đấy, nhà bà có bao nhiêu vòi nước? Ồ, ở trong phòng ngủ em một vòi nè ha. Rồi. Ở nhà bếp một vòi nè ha. Rồi. Ở đây một vòi ha. Đi chỗ khác đi. Đi đâu vậy? Trời, em nói sân sau chứ đâu có nói vòi Nì đâu, Nì kỳ ghê vậy đó. Dạ, 4 vòi tất cả. Nhà bà 4 vòi. Dạ. Tôi khuyên bà thế này nhé, 3 vòi kia bà khóa lại tất cả mọi thứ, còn riêng cái vòi đằng này á, bà xả 24/24 cho tôi. Nhá. Dạ. Tốt. Dạ. Xả như thế, đồng thời coi như là bà đó. Dạ. Riêng bà thì bà đừng bao giờ ăn đồ nước hết. Dạ. Ăn đồ khô hết. Dạ. Hủ tiếu khô này. Dạ. Mì khô này. Dạ. Mì xào giòn này. Dạ. Tất cả mọi khô hết. Dạ. Và cái quan trọng nhất á, dạ, cái người mà mạng thủy á, mà mặc nhiều quần áo quá, yeah, nó bốc hỏa lên á, đúng rồi, thì tiêu đời bà. Yeah. Cho nên tốt nhất là khi mà ngủ á, nhảy lên giường cởi hết quần áo ra. Hả? Tối bà ngủ hả? Bận gì hết? Đúng. Đi đây. Nì đi đâu vậy Nì? Thấy không lợi dụng có dịp là đi liền rồi. Cô giúp em giùm đi cô. Trời, thấy không, đi hoài vậy nó làm sao em chịu nổi cô. Cô giúp em. Được rồi, rú lên nghe kinh thế. Hôm nay từng tuổi này mà vớ đâu cái món bở thế à? Cái duyên nợ hết cô ơi. À? Trời ơi, em ghét mấy thằng nít lắm. Sao gì? Mà cô biết sao không? Cái bữa đó con em tốt nghiệp high school đó. Rồi. Em lỡ em rước con em á, ảnh là bạn của con em. Cái em cho có gian trên xe chút xíu cái em vớt luôn ảnh đó cô. Thế à? Dạ. Thế à? Cái của đấy còn ai em giới thiệu cho đây tí. Ảnh thì không có anh em nhưng mà có cháu nhiều lắm. Cô giúp cho em xây chuyển nhà để cho em khá, em giới thiệu cháu ảnh cho cô. Được rồi, tôi bắt đầu nhá. Dạ. Hồi nãy đó coi như là tôi coi về ngoại không, bây giờ bắt đầu tôi coi về nội. Dạ. Tôi coi về nội thì có nghĩa là tôi coi cái nhà này thì là nhà bà thì là hướng Tây. Dạ. Nắng nhiều thì gió ít. Dạ. Mà bà phải biết là nắng và gió nó chi phối cái đời sống con người nhiều kinh khủng lắm. Yeah. Biết bao nhiêu người mà đi nắng trúng gió là chết ngay. Đúng không? Cho nên bây giờ tôi nói bà nghe, bây giờ bà phải mua 4 cái quạt máy thật mạnh, đặt 4 góc nhà nhá. Yeah. Và bà mở hết tốc lực ra. Yeah. Bà mở cho nó gió nó cuồn cuộn, nó phong ba trong cái nhà bà, nó cuồn cuộn, càng cuồn cuộn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bà sao thế? Trời ơi, gió vậy mai tóc giả sao cô? Cái gì? Tóc giả? Trời ơi, chứ sao mấy tuổi rồi còn mấy cộng mà sao được nhiều vậy? Cuộc đời em không có cái gì thiệt hết. Răng giả. 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 Bà ơi, thế bà có cái gì thật không? Có 2 cái lỗ nhĩ là thiệt thôi. Thế thì tôi biết tại sao bà xin
năm 1926 rồi. Nhưng mà nhà có máy lạnh mà cô. Trời ơi, máy lạnh nó chỉ làm mát chứ nó không có làm gió. Dạ, đấy, cô, bà phải nghe lời tôi đấy nhá. Dạ. Phải gió cuộn đây này. Tôi có cái này quan trọng nhất đây này. Dạ. Đó, sau khi bà mua 4 cái quạt máy rồi đó. Dạ. Thì đây. Đây là business card của thằng em tôi. Dạ. Nó bán quạt máy. Dạ. Cứ tới bảo tên Tiêu Diêu là nó bớt cho ngay 10%. Dạ. Xong rồi nhá, nhà bà lại thiếu quá nhiều cây xanh. Oh, nhá. Yeah. Bây giờ bà phải mua khoảng 40 cái cây xanh để chung quanh nhà, vòng cái phòng khách thế này nhá. Yeah. Và ngay giữa chỗ này nhá, bà trồng nguyên một cái cây cổ thụ cho tôi. Yeah. Để cho nó mọc thẳng, nó đục hẳn cái tường lên, trần nhà lên cho khí nó vào nhá. Yeah. Chút xíu vậy chị, mười mấy, 40 cây rồi, cái cây chính giữa thấy giống công viên quá vậy cô. Thế bây giờ bà muốn nhà bà hạnh phúc. Nhưng muốn. Muốn trồng nó là vui nhưng vẻ muốn. Không? Thế thì phải làm theo ý yeah. tôi nha. Đây business card của thằng cháu tôi. Nó bán cây xanh. Nhá. Đồng dạ. thời đó bà phải cái chỗ này bà phải đặt một cái hồ cá cho nó cứ sự sống bơi lượn trong này nhá. Dạ. Đây. Đây. Business card của chị tôi. Cái bà chị mà lấy cái ông chó cha nắng hại. Dạ. Bán hồ cá. Dạ. Cứ tới đó là bớt liền nhá. Dạ. Coi như là bà làm tất cả những cái lời mà tôi nói đấy. Dạ. Tất cả đúng như thời tôi, coi dạ. như là tai qua nạn khỏi, cuộc đời bà sung sướng và không bao giờ gặp cái tai dạ. nạn gì hết. Dạ. Nhá. Dạ cảm ơn bà. Này đây nhá. Đây dạ. này. Dạ. Đây ơi. Cái gì vậy? Chuyện gì? Trời! Cái gì vậy Diêm? Trời ơi, ai quán quán gì vậy? Trời ơi, trời ơi, chết chua quá. Sao chưa gì đó, thằng ăn mày thế này? Trời ơi, ai quán gì, ai quán gì? Quán cái gì? Trời ơi, sao vậy? Trời bác ơi. Mặc nguyên bộ đồ đen. Dạ. Chó tưởng ăn trộm. Hả? Nó vào vô nó cạp. Trời ơi, cô ơi, cô nói phong thủy bận đồ đen, rốt cuộc cũng bị chó cạp. Trời ơi, mai lỡ cạp tới đầu gối, cạp cao hơn chút còn gì đời em nữa cô. Bà ơi, bà từ từ để tôi giải quyết cho. Gớp, nó mà tạp cao lên tí nữa tôi còn tiếc ngồi chi là bà. Coi coi, tôi chết rồi. À, đây này, coi đây này. Đây này, xoay vào đây này. Ấy. Trời đất ơi. Bảo là ngoại hắc là nội phải hắc luôn. Đây là bên ngoài đen mà trong lại xanh nước biển thế này thì đâu có được. Sao vậy nhỉ? Này ơi này, chạy mua giùm anh 10 cái quần xà lỏng màu đen. Rồi em đi liền. Khoan đã. Dừng lại. Gì nữa? Chào.